quỷ nhì ma thứ ba học trò. Hình như ở lứa tuổi học trò còn có rất nhiều điều mà chúng ta cũng cùng muốn nhìn lại với những kỷ niệm không thể nào quên. Vậy thì sau đây xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vở ca kịch Tuổi học trò. Qua phần góp mặt của nhân vật chính ngày hôm nay, danh hài Nhật Cường, anh sẽ cùng gặp gỡ với tất cả chúng ta qua sự kết hợp của các ca sĩ Nguyễn Huy, Lương Viết Quang, Dân Việt và phần góp mặt của những diễn viên múa của vũ đoàn Blue Sky và phần góp mặt của vũ đoàn DK. Bên cạnh đó, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với phần góp mặt của danh hài Chí Tài. Sớm tan trường, ta áo trắng ngập đường, mình anh bơ vơ chờ em trước cổng trường. Rồi bóng em sang, bao giây phút muộn màng, nắm tay anh em cười khẽ nói. Buổi sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn, giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày, hãy chúc nhau trọn tình đắm say. La 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 la, hãy xem được với nhau kề bên nhau. Nhạc buông reo khắp nơi, ta dìu nhau theo tiếng nhạc vui. Để sống bên nhau và quên hết hận sầu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu. Rời bóng em xa, bao giây phút buồn mà, để cho nhau chọn tình đẹp say. Tà áo tung bay từ mây trắng, tan trường tan trường, chờ em đi ngang về lối này. Biết rằng tan trường, kể em hay đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi, ngờ đâu em đi lề bên này. Biết rằng tan trường, chờ em xôn xao chờ em đến, trao một nụ cười, ngờ đâu em đi lề kia rồi. Rồi từng ngày như thế, rồi từng ngày như thế, rồi từng chiều như thế, rồi từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo em. Rồi từng ngày như thế, rồi từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt em. Một cuộc đời như thế, một cuộc đời như thế, và tình là như thế, và tình là như thế. Ôi mong đợi ngậm ngùi, ôi mong đợi ngậm ngùi. Hay quá, quá hay. Hay quá, quá. Ủa ai khen hả? Quá rồi. Trời đất ơi, hai bồ hát quá hay luôn. Xin mình rất là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hai bồ mà ngưỡng mộ luôn cái nhóm múa này. Mình cũng ngưỡng mộ hai bồ và ngưỡng mộ. À, mày vô duyên quá rồi. Ngày nào tôi cũng vậy mà. Dạ, con chào hai chú. Ủa, chào ai vậy? Ủa chào hai chú nào? Dạ, chú này nè. Một chú này nè. Ê, hai bồ đừng có chào như vậy, làm cho tụi mình thấy tổng thọ lắm ha. Chẳng hay bồ tên gì? Lương Viết Quang. À, Lương Thiết Bản hả? Viết Quang. À, Lương Viết Quang. Mà học lớp mấy? 12. 12. Bạn tên gì? Dạ, Nguyễn Huy. Học lớp mấy? Lớp với bạn này luôn. À, vậy ha. Dạ.
bạn nhỏ con mà còn ngon độ dữ à. Chú nói sao, con đâu có uống rượu đâu, chú kêu con ngon độ. Không, ý mình nói là bồ nhỏ con mà không giỏi đó. Hai chú có phải là thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó mới về trường không? Cười, cười mà không gật đầu là sai rồi đó. Thầy giáo mới chuyển về đúng không? Không phải thầy giáo. Cười nữa đó. Cười. Vậy chắc là chú bảo vệ nha, chú lao công. Cười rồi, mặc đồ vest vậy chắc chắn bảo đảm không phải bảo vệ lao công đâu. Bậy không, bồ bậy quá bậy luôn á. Ăn bánh tráng trộn trước trường đúng không? Không nói gì vậy? Được rồi đó, thấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi, thấy chưa? Bởi vậy quá hay. Đúng rồi con khỉ, mấy bồ nói vậy là sai hết. Không biết tụi mình lại cái gì. Được, hãy coi đây. Biến hình. Ồ, như cũ. Có khác gì đâu. Chưa cởi là sao thấy à. Ồ, học sinh. Đúng rồi. Ủa, vậy bộ tên gì? Việt Bòm. Ông bộ Chí Tài Tình. Vậy cho mạng phép hỏi là bộ năm nay học lớp mấy rồi? À, mình học tới lớp 10 lận. Ồ, quá cao. Còn bộ, năm nay học lớp mấy rồi? 10/12. Cười gì? Cười gì? Mình cười là thấy hai bồ mặt già chát rồi mới học có lớp 10 à. Bồ bậy quá bồ ơi. Nghĩ sao mặt gì mà già. Ha à, xin lỗi ha. Xuống, thả cái mặt xuống. Thả xuống liền. Đó, bởi vậy dễ thương dễ sợ. Bằng tuổi ba mình. Bậy, bồ bậy, mặt này bằng tuổi ông ngoại mình luôn. Cái gì? Bậy quá. Nói cái gì? Thấy chương người ta căng rồi đó. Bởi vậy tớ dẫn chút chơi. Bồ dịu xuống thì mình nhìn. Dịu cái gì? Mình nhìn mặt bồ mình sợ. Sợ gì? Sợ chó. Bậy. Mình sợ chó. Mình chó mặt xệ. Mình sợ chó. Mình sợ. Xin lỗi. À, mình thay mặt bạn Quang. Xin lỗi hai bạn. Có gì sơ suất mong hai bạn rộng lòng tha thứ bỏ qua cho. Vậy thì được. Vậy cho hỏi là hai bạn tuổi như vậy mà học lớp 10 chắc lưu ban nhiều lắm. Sở dĩ mình lưu ban đó là mình yêu thầy, yêu cô, yêu bạn, yêu bè, yêu mái trường, yêu luôn cuộc phấn. Yêu cuộc phấn luôn hả? Ghê vậy, đây tặng bạn. Cái gì đây, cuộc phấn hả? Không, cục kẹo. Liên quan quá đi Nguyễn. Nè lấy đi. Giữ ăn luôn đi. Công bố. À, công bố. Mình thì không phải lưu ban. Và tại vì mình yêu con nhỏ học lớp 8 à. Cho nên mình mới ở lại lớp 10 à. Chào con nhỏ lớp 8 lên à. Không ngờ con nhỏ lớp 8 nó yêu thằng lớp 6. Trời ơi. Cho nên nó ở lại lớp 8 nó chờ lớp 6 4 năm. Quá phủ phàng luôn. Sở dĩ bằng tài ở lại lưu ban nhiều á là vì bằng tài phá phách cả biệt xạo nha. Bồ đó, bồ mới là đánh nhau yêu đương bậy bạ hay không. Rảnh rỗi lắm á, bạn mới là cá biệt. À, bạn nói tôi cá biệt, vậy bạn là cá mập. Cái gì? Mình là cá mập, bạn là cá bông. Cá bông, cá bông, cá bông. Cái gì? Ai nói cá bông, ai nói cá bông rồi. Mình ghét à. Trời đất ơi. Cá bông lắm á nè. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Ai biển nói mình cá bông. Không có bông, nói cái gì? Cá banh. Cái gì? Cá banh là cái gì? Cá banh là cá độ. Cá độ tối ngày nói chuyện bậy bạ không à. Nè có tin nè, ở đây tôi lộn hết quần áo. Trời ơi, bạo lực không được, bạo lực không được. Thầy cô ơi, cứu em. Thôi, Tài ơi. Thôi. Bồ quá, bồ gan lắm á nha. Dám đánh cô giám thị mới về trường mình á. Cái gì? Cô giám thị mới về trường mình. Cô giám thị? Giám thị hả? Chứ ai nữa. Nhìn kỹ đi, nó là con trai học chung lớp ngồi kế tôi đó. Mỗi lần nó cất tiếng lên là cả lớp ăn da gà đó. Là đúng sao? Đúng rồi đó. Anh Tài. Trời ơi, mày im đi. Nổi lắm rồi. Mình thấy bồ này nè, mặt cũng dễ thương, cũng hiền mà. Nãy giờ đâu có quậy gì đâu. Ủa, mà bồ đeo cái khăn ở trong này làm gì vậy? Thì mình hay ngủ trong lớp đó. Mình chạy ke cho nên lấy khăn là lau ke. Mình nói cho nghe là mình ghét nhất
là mấy bạn nữ ở trong cái trường này tối ngày không lo học hành hết, tối ngày có lo đánh nhau không à. Cái này mình kể cho các bạn nghe, hôm bữa đó hả, có mấy bạn nó đánh nhau, ông thầy hiệu trưởng bước ra nè, rồi xong hồi cái nhà báo bước tới nè, nên mình kể không hay đâu, để mình hát cho mấy bạn nghe nha. Hôm qua em đến trường, bạn đánh em gần chết, bao nhiêu bạn ra xem, cả trường em biết hết. Ông thầy hiệu trưởng mới chối tội với ông nhà báo, nhìn mà tôi nào biết, chúng đánh nhau ngoài đường, cả trường tôi tiến tiến, năm nào cũng giấy khen. Ông nhà báo mới hỏi ông thầy hiệu trưởng, trường của ông tiên tiến, thầy dạy tốt trò ngoan, đúng không đúng không, nên cuối năm khen thường, cả trường đừng vỗ tay, đúng không đúng không. Cô bé mới tức quá, nhưng mà em bị đánh xé áo xong tuột quần, bạn bè em chúng thấy đưa 4G quay phim. Nổi tiếng lắm nè, lên tung lên mạng luôn á. Tài à, bồ cũng bị xé áo lột quần sao? Mày chứ bị sao? Mình chỉ bỏ tiền ra mướn con bé điệu này đánh ghen cái thằng học lớp 6 thôi. Hả? Bé điệu như vậy sao đánh ghen? Trời ơi quỷ sứ, ai bị mà đánh bằng tay bằng chân chơi đó mệt. Mua hai hộp dao lam về bẻ dụng rau gắn vô cái trái cam chọi vô mặt nó là sao? Trời ơi, ít quá ghê, quá ác. Thế nè, bà Diệt Bồ cũng nổi tiếng rồi nè, nổi hơn bằng Tài luôn á. Ghê sao? Yêu em anh không đòi quà hả? Không. Đánh học sinh hả? Không, tao đánh thầy. Trời ơi, quá đáng quá không? Thấy cái mặt á, khờ khờ ngu ngu vậy á, chú Hùng Hằng thấy sợ luôn á. Bởi vậy mấy bạn không bao giờ hiểu được cái câu, câu gì? Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có hai bồ nín đây ai nói không hiểu chứ, câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Chứ mình hiểu nè. Bé Điều giải thích coi. Giải thích cho nghe nè. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư có nghĩa là gì? Là cái chùa đó có ông sư bán, cái chùa vẫn còn ông sư. Trời đất ơi. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư có nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nói chung ba tụi tôi học sinh cá biệt của trường được không? Nói chung là ba đứa tôi học ngu với trường được chưa? Nói túm lại là ba thằng này là con sâu làm rầu nồi canh. Ủa, nồi canh đâu? Là cái trường không đây nè. Thôi, mày yên chí đi. Mình sẽ hứa học giỏi để không phụ lòng công dưỡng của cha mẹ. Mình cũng hứa là không bao giờ đánh thầy nữa. Đánh cô. Bậy bạ, không đánh ai hết. Mày đều hứa đi. Mình cũng hứa nè, mình cũng hứa là hai năm nữa mình gặp ở các bạn ở trường đại học là hai bạn là năm thứ hai đúng không? Đúng rồi. Vậy bây giờ làm gì? Làm lão công. Trời vậy cũng hứa. Nói dở cho thôi, lúc đó là mình sẽ chuẩn bị đậu là năm thứ nhất. Hay quá. Hay quá. Thôi được rồi vậy nè. Mình hai tụi mình sắp ra trường rồi, mấy bạn đã chuẩn bị lưu bút rồi gì chưa? Thôi bây giờ lưu bút xưa rồi, bây giờ là Facebook nghe không? Mình vô đó like mạnh nó mới đổ đủ đồ. Lưu ban là đúng rồi. Bởi vậy đã nói học trò là phải lưu bút. Gần chia tay rồi, mấy bạn cho mình một câu nào á gọi là kỷ niệm hay hay để mình viết đây, vô. Đây, để mình tặng Bồ Huy nha, một bài thơ. Giá từ trường nghe tâm hồn hoang vắng, bước vào đời chọn áo trắng cứu thương. Trời ơi, tình rộng khắp bốn phương, bao năm dầu dãi nắng sương không nề, áo trắng mang nặng lời thề, chung tay góp sức cho đời tươi vui. Hay quá, quá hay. Hay quá. Con khỉ thơ đó mà hay cái gì? Thơ của mình mới hay nè. Bác Tài làm đi. Ở trường xa bạn xa bè, về nhà xa mẹ xa cha thấy buồn. Thấy buồn đi bắt chuồn chuồn, suối sao chó cắn buồn ơi là buồn. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, thấy chưa, tôi nói mà thấy chưa, chó cắn chó kìa. Mà nghĩ sao chó mặc xệ mà còn bị chó cắn. Rồi, nó chẳng nói là chó rồi. Thôi mấy bạn mấy bồ cứ giỡn và chặt bạn Tài mà. Bây giờ mình bạn cho tặng cho lưu bút cho bạn Huy nha. Bạn Tài, mình tặng lưu bút cho bạn Huy. Mình làm một câu thơ rất là ý nghĩa. Câu thơ sao? Câu thơ là như vậy nè nha. Đi học như đi tu, ngồi học như ngồi tù. Sách vở là kẻ thù, thầy cô là địch thủ, ngồi gần thằng mập đù, học càng ngày càng ngu. Hay quá. Hay, con nói là hay. Thơ cũng cá biệt. Hey, mà hình như là nó chửi thằng mập đù là thấy quen quen là ai vậy ta? Nó chửi mày đó, mập đù. Trời ơi, mày thật gì? Anh Tài! Trời ơi! Mày im đi! Chạy mà mày nói ra là tao nổi ốc à. Thôi nè, sắp chia tay rồi, bé Điệu hát tặng mấy người này bài được không? Yên tâm, có cái đờn không? Có đờn để sẵn nè. Mình hát tặng ra nha.
coi như là bữa nay là ngày mà sắp sửa ra trường đi, chương trình văn nghệ của trường nha. Sau đây bé Điệu xin gửi đến quý thầy cô và các bạn, các anh các chị bài hát được mang tên Tuổi Hồng. Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi một nỗi buồn. Tháng năm cứ trôi dần mãi em đành ra đi. Xưa chúng ta chung trường cùng nhau hái hoa ưa khen, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh, em đành ra đi không sao biết nói lên tiếng yêu thầm lặng anh dành trong tim. Khi biết yêu em rồi lòng anh bóc xe tắt lại, và khi tiếng chuông giao đường vừa vang vang xe hoa dừng lại, em là cô dâu mặc áo hồng xanh vai bước chân theo trong tình anh cô đơn. Kỷ niệm không bao giờ nha phai dấu cho thời gian em đêm trôi qua. Thấy hay chưa? Được, hay không? Được nè, giờ mới thấy được. Ê, mà tiết lộ bí mật nha. Bạn Tài với bạn Việt Bồn có bài hát hay lắm. Hát cho mọi người nghe đi. Bây giờ mình hát tặng một bài nghe không? Bài này là Tuổi Học Trò của một ông nhạc sĩ tên là Dân Việt. Cho nhau
đang vui đùa dưới sân trường. Khi bên nhau ai nào đâu hay biết, theo bên là phút chia ly đôi đường. Định xa nhau thêm ngẩn ngơ đôi tiếng, từng đoạn đường xưa trông bước như mây kia vô tình bay bay mãi trôi xa đời như ngày vui. Như chim kia trong trời rộng muôn lối, xa xăm đôi cánh lẻ loi. Như chim kia trong trời rộng bao lối, lẻ loi. Hay, học thì cá biệt nhưng hát thì rất hay. Quá. À, nói chung á là gần chia tay rồi, mình không biết nói gì hơn. Xin chúc ba bạn sẽ sớm gặp tụi mình lại ở giảng đường đại học. Bây giờ gần chia tay rồi, hay là tụi mình hát một bài để gọi là kỷ niệm chia tay đi ha. Hát hòa chung đi ha. Ok. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hòa trong con tim ta, lời yêu thương thắm nồng. Giờ đây chia xa, làm tim ta nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau. Dù ta xa nhau, lòng ta luôn có nhau. Thời gian sao trôi mau, để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ.